Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Chopit Mazit được trang bị full group Tiara càng carbon. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Khung của chiếc xe thì được làm bằng nhôm. Xe do qua quá trình sử dụng cộng là xe bãi nên là có một vài vết xước nhỏ không thể tránh khỏi, còn ngoài ra tổng thể chiếc xe thì cũng còn rất là đẹp. Tay lắc Shimano Tiara. Phanh là 3 mảnh càng carbon, lốp 700C vành cao bản, vành nhôm, yên của chiếc xe thì còn rất là đẹp. Đùi đĩa, gạt đĩa, đề Tiara, full group Tiara. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động cộng đo size để cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp gióng thẳng đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì là chiếc xe này phù hợp cho các bác từ 1m66 đến 1m76 đi là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Chiếc xe được trang bị 10 tầng lip, đĩa 2 tầng cho 20 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe lên xuống lip rất là mượt mà. Vâng, và chiếc xe đang có giá bán bên em là 11.500.000, bao ship toàn quốc cho các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn.
Ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh cũng ấn chuông để xem được những chiếc xe khác của em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.